Tại tỉnh Đắk Nông, chùa Liên Hoa huyện Đắk Lấp cùng một số nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm vừa tặng hơn 200 phần quà ý nghĩa đến các bạn nhỏ ở 4 trường trên địa bàn xã Kiến Đức và Kiến Thành. Dịp này, đoàn nhắc nhở các em luôn chăm ngoan học giỏi, siêng năng về chùa lễ Phật và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Còn tại Cà Mau, Ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cũng khởi công 4 cây cầu dân sinh tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Công trình có thiết kế dài 22-29 mét với tổng kinh phí 410 triệu đồng. Được biết, xã Khánh Tiến là địa phương khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, kênh rạch chằng chịt, giao thông chủ yếu bằng đường thủy. Những cây cầu bê tông kiên cố được kỳ vọng giúp cho bà con đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng, trẻ em đi học an toàn hơn trong mùa mưa lũ. Giữa cái nóng oi bức của miền sông nước Hậu Giang, chiều thứ Bảy tuần nào cũng vậy, các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Khánh Đức lại tập trung ở một điểm, chia gạo, chia thuốc. Số lượng quà, thông tin mạnh thường quân được Phật tử Ngọc Biện ghi chép rõ ràng và thông báo công khai. Thấy mình đi càng đi sâu vào xa thì mình thấy ở miền Tây mình, ở Hậu Giang này mình nhiều nhà còn khổ lắm, khổ mà bệnh nhiều nữa. Mình lúc đầu thì mình cũng chưa làm tạo nhám, ví dụ ai khổ quá thì cũng đậu tràng cũng hùn cái ít lòng nhiều đó, đem tận tay để trao quà cho bà con hỗ trợ đỡ tiền chút đỉnh đó, mua thuốc mua men với lại có gạo ăn. Nhưng sau đó mình thấy mình cho thì càng ngày là mọi người cũng đóng góp nhiều thì mình cho nhiều. Cả đội phân chia nhau, 2-3 người sẽ đi chung một nhóm. Mỗi gia đình được nhận 20 cân gạo, một túi thuốc. Đến thăm nhà bà Khôn, chị Ngọc Biện cho biết đây là gia đình rất khó khăn, đã nhiều lần được nhóm giúp đỡ. Bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, con trai bà giờ đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn ngờ nghệch như đứa trẻ lên ba. Chồng bà bị tai nạn đầu năm nay, giờ sức khỏe còn yếu. Cuộc sống cả gia đình trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi. Đến ngôi nhà kiên cố cũng được các ban ngành đoàn thể hỗ trợ xây dựng cách đây vài năm. Dạ, cảm ơn nhà chùa Khánh Đức và cái bên cái đội mà đội thường quân đem lại cho phần quà cho cô chú với thằng cháu, cô cũng rất cảm ơn. Rồi bây giờ thì cô nói thiệt chứ lương tâm cô miệng sao lương tâm cô y vậy chứ nào giờ cô chưa có biết lòng dạ ác ha, gì ha, nó xa nó gần chữ mắng ai chứ cô cũng thương người lắm. Đó cô ra đường cô thấy cô nghèo thiệt chứ cô thấy người ta khổ nhiều khi cô cũng có cho tiền người ta nữa. Ngày nắng cũng như ngày mưa, các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Khánh Đức vẫn rong ruổi trên khắp các con đường. San sẻ một chút, yêu thương nhiều hơn một chút, đó là phương châm sống để nhóm kiến tạo cuộc sống ngày càng tươi đẹp.